về Hội An có bao điều muốn nói nhưng mà em bối rối. Nửa đời rồi lại say trong tranh trong nỗi nhớ, thêm lần thử thách nữa, chịu được không tim ai. Gặp gỡ một lần thôi, lưu luyến người phố hội, biết bao giờ chờ lại, mặn nói lời trái. Bởi lời trong mắt anh, trời Hội An trong xanh, cửa đại giao ra sóng, ta bên nhau im lặng hơi ấm như bàn tay. Nửa đời rồi lại say trong tranh trong nỗi nhớ. Đến với Hội An vào một buổi chiều nắng chói chang, đến Hội An là phải đến bánh mì Phường, nổi tiếng Hội An. Bánh mì và Phường. Biết bao giờ trở lại, mặn nói lời trái tim. Nửa đời rồi lại say trong tranh trong nỗi nhớ. Lấy tay cầm ổ bánh mì Phường mà biết bao nhiêu khách nước ngoài ao ước đây là lại tiếp tục lang thang phố của Hội An lạnh. Thấy Hội An vẫn không còn xa lạ gì với các cảnh buôn bán tấp nập như thế này ra. Hội An nổi tiếng với các món cao lạc, chân gà và đặc sản. Bạn sẽ thường bắt gặp khoảnh khắc một người Việt dán theo vài người nước ngoài như thế này rất thường tình, vì họ là hướng dẫn viên du lịch đấy các bạn ạ. Họ nói tiếng Anh rất giỏi nhưng tiểu nhất thì họ không biết được đâu. Rồi mình cùng đi lên nha. Ok, đó là Diễn Bá Lễ. Qua Diễn Bá Lễ. Đây là di sản văn hóa phi vật thể Diễn Bá Lễ. Diễn Bá Lễ. Bạn theo thầy tiếng Anh cái gì đó. Không. Thì trước khi vào vào Diễn Bá Lễ mình sẽ được ghé qua một địa bàn cũng nằm gần khu vực Diễn Bá Lễ là bánh xèo.
giếng Bá Lê. Buổi chiều này khách vẫn chưa đông lắm. Đây có các món này: nem nướng, bánh xèo, ram cuốn, thịt nướng. Đây có chụp hình lưu niệm cho khách nước ngoài nữa. Còn là món nổi tiếng ở đây luôn. Đây vào ngoài di tích giếng Bá Lê. Đừng vào đây. Giếng này có được từ khi mà vào trong giếng Bá Lê thì mình cũng may mắn gặp được một ông chú dĩ nhãi về lịch sử giếng Bá Lê Thạch Bằng Tình. Tương truyền là giếng này là rất là linh nghiệp. Xưa là người dân ở đây múc giếng này về để lấy nước uống. Giếng cổ tiêu biểu của Hội An còn khá nguyên vẹn. Do giếng này nằm trong đất vườn hộ nhà ông Bá Lê, nên được gọi là giếng Bá Lê. Giếng này của người Chăm hả chú? Đất là của Chim Thành. Đất là của Chim Thành à? Người đời Việt mình. Sao bài trên đất của nhà rồi cũng đi vô lên thùng đó sao? Đi lấy ngựa không có tiền thì cái giếng có thứ giá điểm biết luôn. Cái này điểm cổ lâu lắm rồi nha. Tây ngọn Nam rồi. Tây ngọn Nam. Cái kỷ 10 đó. Dạ. Bây giờ cái kỷ 21 rồi. Hả? Thì chú là người ở đây chứ hả? Có người ở đây. Dạ. Rồi nói chung nói về tâm linh là lao lao nam cũng phải là một sự học phẩm gọi là của thằng giếng. Dạ. Cái giếng nào cũng cái hồi xưa phản tục của mình đó là cái giờ đồ cái giếng này á là họ vào trước thì họ sắm một mâm cô cổ đài họ cúng. Dạ. Cúng mà xuyên cái nguồn nước cho nó ngon mà nước đang làm bị lăng mặt múc bao nhiêu cũng ra bao nhiêu cân 6-7 gia đình buổi sáng họ múc của nó họ đi bán không còn nữa. Không còn múc bao nhiêu ra bao nhiêu. Dạ. Nước này nói chung mà họ bỏ cho nên họ không có cho bơm. Dạ. Bơm lẫn sẹt vàng lên cho nên họ giữ được cái văn hóa họ mua. Giờ sau khi cái người Chăm Ba họ đi đầu đó sao ông Bá Lê này qua đây là họ chúc bá hộ đó. Dạ. Ông ở đây là bị đẹp ông tinh lễ cho nên bị đẹp ông Bá Lê. Là Bá Lê giếng Bá Lê. À cái hồ xưa đó đây là giếng này của người Chăm Ba đây đó có thế kỷ 10. Bà con ở đây cũng thường là múc nước này để gì sử dụng mỗi ngày chứ mỗi ngày chứ ví dụ đào lao nam rồi đó. Dạ. Cầu nguyện tới đây họ cầu nguyện xin nước về sát thuốc. À dạ dạ dạ. Nói về nước về tâm linh là người lớn tuổi ái chơi tuổi của bọn con thì đâu cần. Dạ. Không biết. Dạ dạ. Cái những người nước trước khi họ làm cái giếng hay là cũng gì họ cũng chút là đồ cái giếng hồi xưa giếng đồ chứ công nghệ trừ công nghệ có. À xưa đồ bộ. Máy cũng đồ hết trơn thỏ bi. Dạ. Rồi cái hồi thỏa họ cũng sắm một con bò làm cái lễ cúng mà xin nguồn nước cho ngon để sinh hoạt trong gia đình. À, hiện giờ là mình còn được mấy cái những giếng gì chứ em? Thì giếng Bá Lê là nổi tiếng rồi chứ? Giếng cổ là nhiều mà nói chung là chỉ có giếng này là cái giếng nổi tiếng là của hiện giờ thì 6-7 gia đình là một nước là đi bán hàng rau, mùi hoa, đâu 10 ngàn, đâu 15 ngàn. À, buổi sáng là gánh buổi sáng đó. À, để gánh buổi sáng. Giờ trời cũng vô chứ cũng vô buổi sáng cả 8 giờ đến 10 giờ là coi như 6-7 gia đình họ đem xe bới góc tới đây họ múc. À, dạ. Rồi xe đợt có, không đa có, vì mưu sinh của họ. À dạ, dạ. Cũng tạo điều kiện cho nhiều gia đình nào có kinh tế. Còn nữa về cái giếng lâu năm này nó có việc cái tâm linh rồi rõ ràng. À dạ dạ. Như câu của tụi cái quảng công và tụi cái ông không tin. Dạ cũng tin. Chủ. Chưa biết mà con chưa biết. À tụi của chú trả lời là phải có cái sự tin. Dạ dạ. Thì nói chung hồi xưa họ đâu bây giờ thì hiện đại có nghĩa có. Dạ. Dạ. Họ dùng bằng cái họ đóng giếng rồi được thôi. Yeah. Hồi xưa họ ông bò mình đồ mà nó tìm được cái nguồn nước cho ngon đâu phải dễ. Thì là cỏ lòn dùng cái giếng này à, yeah. Cỏ lòn cỏ đúng là cỏ lòn. Bây giờ thì người Hoa họ vẫn dùng chế cà phê họ nấu ăn. À,
đó, con cua ta là tiếng Việt đó. Dạ. Thế cũng 10 đến giờ chứ. À dạ. Tay ngon lắm. Dạ, cảm ơn chú. Dạ dạ dạ. Nó về là sử Hồ An thằng cấp 2. Dạ dạ. À, nó hiểu như sau khi thằng nào thằng Trung Quốc chúng ta trị một trăm mấy chục năm rồi đến thằng Nhật. Dạ. Chúng ta trị là không biết là một cái tàu Nhật đó. À dạ. À, còn Pháp để là hai chữ Phi Phô là của nhân Pháp. Phi Phô là Hồ An. À, dạ. À, khi mà thằng Pháp mà hậu nhập mà coi như nó Hồ An nổi tiếng thì nó cất nước ở đây buôn bán bằng tàu thuyền không. Hồi xưa đây là cái bến tàu nha. Mà có Thương Cận. À Thương Cận. À gọi là cái Thương Cận cất nước để có buôn bán. Hắn đi bằng tàu thuyền không. À, rồi đến đây là coi như thằng Pháp bị để là coi như là hội là hậu nhập An là à. Cũng nghĩa là An lành. Cho nên cất nước. Cái mối việc thế giới đều biết. Dạ. Nói về cái lịch sử tấm tác như vậy chứ không dạ. Tìm những cái nội dung mà đi sao vào là xuống phòng lên tiên hoàng dạ, dạ, dạ. Ở người Hồ An nói chung con thấy không? Chắc có dạ. Có gì nữa nấy đúng là Hồ An rất là mấy khách và chứ khách phố cổ về buổi chiều rồi. Cố cổ hồi không? Cố cổ gì mà xe máy quá trời. Các bạn có thấy không? Những ngôi nhà ở đây người ta sân toàn là màu vàng không? Màu vàng là màu chủ đạo. Hình như theo mình đoán thì màu vàng là cho nó cổ điển, hơi cũ cũ một chút ha. Thấy nhà nào cũng sân toàn màu vàng, cả khu phố màu vàng. Thì lát mình đưa mỗi chân vào đây massage chân được ha. Đúng là địa phố đi bộ có khách, có cả massage chân luôn. Ngõ tư, đi ngõ tư á, cái ngõ học phòng quái rồi. Ngõ tư luôn à? Anh về trái lên cái. Chúng ta gặp cha nào đi dẫn đi xe lắc à? À, có phòng quái đây rồi. Chùa Phước Kiến. Chùa cũng nghỉ hoa. À, mình được miễn phí là mình mới có 15 tuổi này. Có, nên dưới 16 được miễn phí. Tao đưa ra anh. Phúc tiền. Phúc tiền quỳnh. Sao đây con? Con này cũng lăng. Bây giờ có một con. Con lăng canh giữ. Chùa Phước Kiến, nơi tâm linh Phật giáo của người Hội An. Một ngôi chùa rất uy nghi. Đây là một hương vị. Hương vị Tết. Mình thấy du khách đây này rất đông mọi người ạ. Có lẽ là ngày rằm tháng giêng.
cái mày. Cái con này được. Quá trời nhiều lắm. Có mình đi đi tìm chỗ đi nha. Đèn cứu thấp biển nhàng này. Công tôn rong công thế thì phi kinh tế thì qua bé trong nơi con tu tiến thì là để ấy của bên kinh của là ở quân tế sẽ gì đây mắt kết được xong ông nào để đi đi rồi tao không biết. Vào đây là mình được thắp mọi người được năm tiếng hương. Vì mọi người mà đông quá thắp nhiều thì chắc lẽ không có chỗ. Nay được mọi người nhắc nhở là mọi người chỉ thắp được một cây ở năm vị trí. Và Đào Nam đến lễ Phật, gái lại chọn một cây xanh để xem lọc Đào Nam. Một năm có may mắn, thuận lợi. Cảm ơn mình Phật. Sao cái kiểu chỉ là sao? Chảy không dừa. Ôi món này lạ nha. Hai cái đi cho em. Bánh bò mía, bánh yến tơ. Hai cái. Mon có ăn dừa không? Mon có ăn dừa không? Con có ăn dừa nạo không? Không. Không ăn dừa, dừa luôn. Xong rồi đến sóc thỏ. Ông ăn. Sao nó chỉ ăn được bim bim thôi. Sóc thỏ ông ăn thì thôi. Rồi đấy. Một cái không dừa. Min mon đấy. Rồi. Mon min nữa không dừa. Sao ăn gì con? Sao ăn gì? Tất cả không ăn hạt gừng đâu nha. Chị. À không ăn, ăn giống chị Mimon gì. Các không ăn hạt gừng. Con này không gừng nhá. Không, không có mỗi cái kẹo. Cho một cái nữa cũng như thế. Không dừa, không không mè luôn. Vâng. Không được. Đang đứng xem có mụ lại nó la đứng chán chỗ nó bán hàng. Thôi mình tiếp tục đi. Ôi đây rồi, cả một ký ức tuổi thơ đã vừa bị con tò ha. Cả một ký ức tuổi thơ đã vừa bị nè. Thở đi không, thở đi. Gì? Gì? Có ngựa. Ngựa này. Có sắc kìa bà ta. Bây giờ nó tin nhộn nhịp. 23 cơn hùng. Tôi xin thử nó nhộn nhịp. Đây là những khu nhà văn phòng.
Cái nguyên vẹn như ngày xưa. Con đường này vẫn còn ram ren. Cái con này thành phố nào mà ram ren nó bám đại tiện như thế này. Đúng là phố cũ. Trời cũng đã sắp tối rồi. Mình lang thang lên chùa Cầu được rồi. Theo mình thấy được thì du khách ở đây rất đông, họ đến từ nhiều nơi. Châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Đại Dương. Rất là nhiều, từ lớn đến nhỏ đến trẻ. Đặc biệt là người nước ngoài họ rất là xinh, nhưng không bằng Việt Nam được. Mình có một kinh nghiệm muốn chia sẻ đến tất cả các bạn là nếu đến Hội An thì các bạn nên đi dạo phố ở Hội An vào tầm 5 giờ chiều trở đi, vì lúc này trời mới bắt đầu mắt. Ở đây nắng rất là nắng, đi sớm sẽ đen da đó các bạn. Với lại trò chơi ở đây thì chỉ vào ban đêm thôi, chứ ban ngày mình đi dạo dạo trên đường thì cũng không có gì. Đi lên chùa Cầu còn khá xa. Bây giờ có lẽ nghe mỏi chân rồi. Khi nãy mình thấy bên ngoài kia có cái chỗ massage chân là đúng. Lát nữa mình sẽ ra đó massage cái chân. Mua cho con tò hé con ngựa này. Này đâu bữa nó mua gì á? Thank you.
không được quyền sắc. Có những người đây cho bạn đẹp này. Chùa Cầu Hội An. Đây, chùa Cầu đây rồi. Nó còn nguyên vẹn từ ngày xưa tới giờ, không có gì tác động thay đổi được. Đây là con chùa Cầu này, chúng tôi là Kim Thành ngày xưa xây dựng. Kia có cái gì à, ở đây là có hai con linh vật. Bắt đường Nguyễn Thị Minh Khai đấy, với Hội An vào ban đêm thì bạn sẽ thấy nào. Cảnh này đang rất là đẹp, hầu hết mọi người dân ở đây họ theo Phật giáo là chủ đạo, nên các bạn sẽ bắt gặp những cái mâm cúng vào ngày rằm hoặc 14 âm lịch hàng tháng, họ để cái mâm hoa quả, bánh trái thứ xanh để họ cúng. Nè, họ bị đảo đèn giò mới đem đảo buồn đầu tím mày. Đi 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 và thưởng thức mình cho một lần về Hội An. Tiếp tục hẹn các bạn vào video tiếp theo nói, nhé. Mình sẽ chơi bài tròi và đi dạo xong rồi hả hả hoa đăng. Trời Hội An trong xanh, cửa đại giao ra sóng, ta bên nhau im lặng, hơi ấm như bàn tay. Hãy mang quà trao cho người đúng tuổi hai gối sáu tiền đó nghe. Mở